Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo tôi xin hướng dẫn các bạn đó là chuyển từ tọa độ QN2000 sang W84 trên trang web nha các bạn. Rồi bắt đầu tôi vào thực hành luôn nha. Đây, phần mềm Miro nè. Nhiệm vụ chúng ta là bây giờ là chuyển những cái điểm này nè. Từ QN2000 này sang W84 để mở tên phần mềm GoPros thì phải làm sao nha. Đầu tiên là sức nè. Rồi ta chọn vô nha. Rồi chọn QN2000 đè luôn nha. Rồi yes. Rồi cái này nè, single nè. Bấm dưới đây nè. Đó. Rồi ok. Rồi sau đó ta vào thứ mục mở QN2000 lên nè nha. Rồi ta bấm Ctrl A. Rồi Ctrl C. Rồi ta vào trang web nè. Rồi ta dán vô nha. Cái tiếp tục ta chọn là tỉnh Tây Ninh, chuyển từ QN2000 sang W84 nè. Rồi bấm chuyển. Đó, thấy không? Rồi quét này. Thấy không? Rồi copy. Bỏ vào sale nha. Thì bây giờ ta lấy là QN2000 thôi nha. Ta lấy này nè. Rồi. Đây. Rồi C. Rồi ta ra. Bỏ ra. Dán vô nè. Đó, thấy không? Rồi ta xây lại. Rồi. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ là mở cái này lên trên phần mềm Google Ads có nó đúng hay không nha. Nè. Rồi next. Finish. Rồi cái này đâu luôn đi. Đó, thấy là điểm đúng rồi các bạn, thấy không? Khi khớp thì hợp luôn, thấy không? Đó đây nè. Đó, cái điểm ta chuyển nè. Đó. Còn cái like trước đó nè. Còn cái điểm ta chuyển nè. Đó, đúng như vậy luôn các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành trong nha.